sẽ tiến hành là đốt anh em nhé. Anh em xem này, hất lên. Hello anh em, xin chào tất cả người anh em, những người bạn đã quay trở lại với kênh vlog của mình và cậu Tư nha. Thì theo tiêu đề thì hôm nay mình với cậu mình sẽ chế tạo một cái kiếm anh em nhé. Đây, anh em có thể đoán thử đây là kiếm tên gì anh em nhờ. Và đây chính là kiếm đạo anh em nhé. Và nó ra mắt rất là lâu rồi anh em. Thì cái kiếm này có hiệu ứng kinh khủng bố anh em, mà hiệu ứng gọi là hiệu ứng cháy lửa theo lưỡi kiếm luôn anh em à. Thì cái vật liệu chính của mình và cậu làm hôm nay đó chính là cái miếng này, miếng gỗ á, gọi là cái dáng nẹp á anh em. Cái dáng nẹp á, mình với cậu mình nãy đi lục soát lại mấy cái chạy gỗ người ta bán anh em, thì mình với cậu mình mua. Đây, cái lưỡi kiếm này. Thì cái lưỡi kiếm này vừa làm cán vừa làm lưỡi luôn cô ơi. Cái cây này dễ làm cô ơi, cái kiếm này. Dễ. Mà hơi thổi bụi chút thôi. mai bụi nó bay một trời luôn anh em nhỉ. Thì cái phần mà làm lưỡi kiếm đó thì mình với cậu mình sẽ chơi lớn một phen, đó chính là mình với cậu mình sẽ tạo hiệu ứng lửa luôn anh em nhá. Thì lần này thì cậu mình thì cũng có chuyên nghiệp một chút số, thì cậu mình có làm cái dạng như là cái gì cũng tôi làm như là lúc trước. Cái đạo cụ đồ cho mấy cái đoàn cải lương nghệ thuật đồ gì đó. Đó thì cậu mình có chuyên về cái đó nè, cho nên cậu mình đang đốt lưỡi lớp nữa lên lưỡi kiếm. Mà anh em xem video này chỉ xem giải trí và đừng nên học theo với mọi hình thức anh em nhá. Rồi bây giờ cùng xem cậu mình làm cái kiếm cho nó giống trước, sau đó mình với cậu mình sẽ đốt lửa lên lưỡi kiếm cho anh em xem anh em nhá. Đây, về cậu Tư đây. Và bây giờ cậu mình sẽ tiến hành là vẽ phát khảo lưỡi kiếm lên cái miếng dán anh em nhá. Sau đó cậu mình sẽ cắt luôn anh em nhá. Lại gặp anh em đó rồi, cậu Tư rồi. Đây, cậu Tư. Nãy giờ cậu mình làm cây kiếm đây nè, thì cậu Tư mình cầm thử cho anh em xem anh em nhá. Đó, ngầu qua anh em nha. Và quả kiếm bằng gỗ cái này thì cậu làm cái này nó là ok cho anh em. Là xong cái điều mô của cậu Tư. Chỉ còn phần màu đúng không? Anh em xem nè. À, cái cán này cậu mình quất thêm vài lần cho nó giống trong game anh em nhé. Tại hồi lên màu nó cho nó ngầu anh em ạ. Còn ở lưỡi này đó anh em thấy không, cái này chắc làm chắc để đời luôn cậu Tư. Còn gỗ như vậy mà ấy thì con nào nó ăn được anh em nhờ. Hồi cậu mình sơn nước sơn nữa mà thì cái cậu Tư có chia sẻ là Quân Hiêu một hồi mà lên lửa cây này thì cậu hoạt động làm như thế nào? Cái này thì mình phải làm một cái ngoài cái lớp dây nhôm nha, chứ không phải là dây chuyền nha. Rồi cái mình làm bông gòn nó dính vô, nhưng mà ở phía sau
để như vậy thì các bạn không có thấy phía sau này đâu, nhưng mà phía sau này nó gòn mình gắn lên nhôm, mình phải chạy theo cái diền này nó mới bật lửa lên, nhưng nó ít có ảnh hưởng tới cây đao của mình nha. Rồi phim một cái điều là cái này là chân tình nha, các em nhỏ ở nhà không nên làm chuyện này theo cái hiệu ứng này nha, nó sẽ bị cháy nhà đó. Rồi anh em cũng biết là làm theo nên chỉ cần xem để giải trí cho vui anh em nhé. Rồi bây giờ cùng xem cậu mình lên màu anh em nhé. Đây xong cái thầy kiếm katana kiếm đạo rồi em ạ. Đây thì chiếu thành phẩm cho anh em xem rồi cho rõ anh em nhớ. Đây anh em xem nè, ở đây là sẽ kiếm đạo anh em nhớ. Cái cây này chỉ mà đẹp lên hiệu ứng anh em ạ. Hồi nữa mình cậu Tư sẽ biểu diễn nghệ thuật cho anh em xem thử anh em nhớ. Đây chính là cây kiếm mặt trên nè, mặt sau nè, anh em thấy không, cán này anh em, cán ok luôn anh em nhớ. Cái cậu Bình có khắc cán luôn anh em nhớ. Đó anh em thấy không, ngầu không anh em nhớ. Đây thì cậu Tư quất thử dài chiêu cho anh em xem ha. Mà kiếm dài lắm anh em nhớ. Đó, ngầu chứ anh em nhớ. Ở đây thầy có thể đánh giá thử cây sợi kim kiếm này có giống bao nhiêu phần trăm so với trong game anh em nhớ. Và cái phần quan trọng nhất ở đây thì cậu Tư chiếu đồ nghề cho anh em xem thử cậu Tư. Con gọi rồi. Đây, giới thiệu cho anh em xem luôn đi. Này đây là cái lát là mình thấm cồn. Rồi trời tối thì mình sẽ đốt ở sau cái phía cây kiếm này là sẽ có cái hiệu ứng ánh sáng ra cho các bạn xem nha. Rồi ở đây đặc biệt là nhắc lại một lần nữa, các em nhỏ không nên làm ở nhà, sẽ bị cháy nổ luôn nha. Cái này là không nên làm việc phim thật tình này nha. Anh em xem giải trí thôi chứ đừng làm theo anh em nhớ. Thì cái miếng bông gòn này hồi cậu mình sẽ đóng lên cái kiếm mà luôn anh em, đóng như vậy nè. Em xem là đóng lên vậy nè, cho nó khoảng cách xa cái kiếm chứ để không nó cháy hư kiếm này anh em ạ, nó cháy hư uổng lắm anh em. Nè mình để thử cho anh em xem thử anh em nha. Đó, nó như vậy nè anh em, hồi là vậy cô Tư. Thôi là cậu mình đốt xong cái cậu mình đốt cái khúc này nè, tại vì cồn thì nó sẽ cháy nó hết lửa nhanh hơn. Còn nếu mà anh em mà để dầu đồ các thứ hoặc là xăng đồ đốt cái một là nó sẽ cháy lửa kiếm, nhưng mà nó sẽ cháy cái này rất là lâu anh em ạ. Đó thì cơ chế hoạt động như vậy, đợi tối chút xíu mình với cậu sẽ làm thử cho anh em xem anh em nhá. Mặt sau rất xấu. Nhờ có ánh sáng thôi. Cái này thì cái kiếm này nói chung thì cũng dễ làm các cậu Tư. Chủ yếu là hiệu ứng này nè, mà hiệu ứng này không biết như thế nào anh em. Rồi bây giờ cùng xem tối mình với cậu mình thực hiện cho anh em xem anh em nhá. Few moments later. Tới giờ hiện tại giờ là tối anh em nhá, tối tầm cỡ 8-9 giờ tối thì cậu mình đang thử lửa đó anh em, thử thì cậu mình sẽ đốt. Nhưng mà cái này là nghiêm cấm anh em, là học theo với mọi hình thức anh em nhá, chỉ xem giải trí thôi anh em à. Tại vì cái này thì cậu mình có diễn văn nghệ được các thứ cho nên cái này cậu mình cũng chuyên nghiệp lắm anh em. Thì cậu mình đang thử lửa để quét cái nhớt với xăng trộn lại anh em, quét lên cái đầu gòn đó, sau đó sẽ để đốt lên cho anh em xem thử cái quả hiệu ứng nó như thế nào anh em nhá. Rồi bây giờ cậu mình sẽ tiến hành là đốt anh em nhá. Anh em xem này. Hất. Lên.
Rồi em ơi, thì nãy thì mình cũng có đốt rồi nhưng mà ngoài đó nó tối quá em, tối quá lại là mình không có đèn cho nên thì quay dường như là nó không có đẹp lắm em, nhưng mà nhà nãy nhìn cái kiếm mà nó đẹp lắm anh em nhá. Thì đây chính là cái thành quả khi mình đốt nó xong rồi em à. Em nhìn thấy này. Rồi anh em thấy không? Ok không? Cái này thì nãy nó đóng khói rồi, cậu mình mới sạc ra anh em, cái này đóng khói ấy. Anh thấy ok không? Thanh kiếm vẫn còn nguyên vẹn anh em nhớ. Và một lần nữa nhắc lại anh em đừng nên làm theo với mọi hình thức anh em nhá. Đừng nên làm theo đốt cháy anh em nhá. Rồi, tác phẩm đã hoàn chỉnh rồi. Công tư có ý kiến gì muốn chia sẻ với anh em ở đây không đây? Đây, thì kiếm. Thì đây là cái tác phẩm tiếp theo để cậu cháu tôi phục vụ cho các anh em và các bạn nhỏ. Thì cũng rất là mong anh em nhiệt tình ủng hộ thêm nữa và thêm nữa để cậu cháu tôi có tinh thần làm tiếp cái bộ tượng tiếp theo và các cái món đồ chơi hấp dẫn thêm nữa nha các bạn nha. Rồi, chắc có lẽ là video của mình với cậu xin kết thúc đây luôn. Cảm ơn anh em rất là nhiều dành thời gian quý báu để xem video ủng hộ mình và cậu nha. Hẹn gặp anh em những video tiếp theo. Bye bye.